Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo về việc công khai bản án sơ thẩm đối với vụ án Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đồng phạm giai đoạn 2. Trước đó, ngày 19 tháng 9 năm 2024 đến ngày 17 tháng 10 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức liên quan dựa trên điều 141 Bộ luật Tố tụng Hình sự. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng công khai toàn văn bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024 ngày 17 tháng 10 năm 2024 cùng các phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trên cổng thông tin điện tử của tòa án từ ngày 24 tháng 10, địa chỉ https://toannhanzan.hochiminhcity.gov.vn. Theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bản án được đăng trên cổng thông tin điện tử. Đơn kháng cáo có thể gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Những người mua trái phiếu khống trong vụ án có thể xem danh sách chi tiết về số tiền được bồi hoàn, được liệt kê trong các phụ lục kèm theo bản án. Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành bản án và đăng công khai lên cổng thông tin của tòa. Ngoài mức án cụ thể của từng bị cáo, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại. Ngoài ra, bị cáo Lan còn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 30,2 tỷ đồng. Đối với việc phong tỏa và ngăn chặn giao dịch tài khoản mở tại các ngân hàng, tại phiên tòa các bị cáo Lan, Trương Vi-san Kinh và Nguyễn Hữu Hiệu đề nghị dùng toàn bộ số dư trong tài khoản để khắc phục hậu quả. Nhận định việc yêu cầu trên là tự nguyện, không trái quy định pháp luật, nên hội đồng xét xử ghi nhận và tiếp tục duy trì phong tỏa tài khoản để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Lan trong toàn bộ vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Lan đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ phong tỏa đối với các tài khoản và sổ tiết kiệm cho hai con gái là Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn. Tuy nhiên, theo hội đồng xét xử, ba tài khoản tiết kiệm liên kết với ba sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng do bà Chu Duyệt Hằng đứng tên đã được giải quyết theo bản án sơ thẩm 157 giai đoạn 1, nên tòa không xem xét giải quyết trong vụ án này. Đối với 7 tài khoản do bà Chu Duyệt Phấn đứng tên có tổng số tiền gần 47 tỷ đồng và 7 tài khoản do ông Trương Lập Hưng, cháu của bị cáo Lan, đứng tên với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng, cơ quan điều tra hiện chưa xác minh làm rõ nguồn gốc. Do đó, hội đồng xét xử giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Với tài khoản của bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan, hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra, xét xử bị cáo đã nộp khắc phục toàn bộ hơn 33 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiền. Bị cáo này cũng không có nghĩa vụ bồi thường dân sự liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo khác. Do đó, hội đồng xét xử đã hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản của bị cáo Chu Lập Cơ. Đối với tài khoản đứng tên em trai bị cáo Lan là ông Trương Mễ mở tại ngân hàng Exim Bank có số dư 10 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài sản trên liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, vợ ông Trương Mễ là bị cáo Ngô Thanh Nhã cũng không có nghĩa vụ bồi thường trong vụ án này và bị cáo cũng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 10 tỷ đồng. Vì thế, hội đồng xét xử đã hủy bỏ việc ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản của ông Mễ. Liên quan đến các tài sản của ba người đã chết, gồm các ông bà Nguyễn Phương Hồng, cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB, Nguyễn Tiến Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, và Nguyễn Ngọc Dương, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula và công ty cổ phần phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ nguồn gốc tài sản. Do đó, hội đồng xét xử kiến nghị C03 tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản của 5 bị can bị truy nã trong giai đoạn 1,
gồm Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Tích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ. Hiện cơ quan điều tra đã tiến hành ngăn chặn 33 tài khoản ngân hàng và 31 bất động sản. Trong quá trình chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử, một số cá nhân liên quan đã cung cấp tài liệu thể hiện các tài sản trên đã được chuyển nhượng lại cho nhiều người khác hoặc đang thế chấp tại ngân hàng. Thời điểm chuyển nhượng thế chấp là trước, trong thời gian các bị cáo làm việc tại ngân hàng SCB. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này chưa được C03 làm rõ. Vì vậy, hội đồng xét xử kiến nghị C03 tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt xóa đường dây tàng trữ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn về Việt Nam, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng. Trong thời gian làm lái xe, các đối tượng đã tạo dựng một đường dây với mục đích mua pháo nổ tại Lào với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Đáng nói, để qua mắt lực lượng chức năng, sau khi đưa được pháo lậu qua biên giới, các đối tượng đã bàn kế hoạch và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển pháo nổ về nhà các đối tượng cất giấu. Ngày 26 tháng 10 năm 2024, Công an huyện Nghĩa Đàn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm pháo lậu. 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh, 31 tuổi, Nguyễn Cảnh Công, 48 tuổi, cùng chú huyện Đô Lương, Nguyễn Vĩnh Nghệ, 41 tuổi, chú huyện Tân Kỳ. Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Cảnh Công, từng có thời gian làm nghề lái xe ở nước bạn Lào, nên Công đã tạo dựng được một đường dây với mục đích mua pháo nổ tại Lào với giá rẻ, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời. Để qua mắt lực lượng chức năng, Nguyễn Cảnh Công đã câu kết với Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Vĩnh Nghệ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển pháo nổ về nhà các đối tượng cất giấu. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 15 tháng 10 tại quốc lộ 7, thuộc huyện Anh Sơn, Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Cảnh Công về hành vi tàng trữ vận chuyển pháo lậu. Tang vật thu giữ là 118 kg pháo hoa nổ. Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe 2 ô tô của 2 đối tượng trên có 3 cá thể khỉ đông lạnh. Mở rộng chuyên án, ngày 16 tháng 10 năm 2024, tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Công an huyện Tân Kỳ bắt giữ đối tượng Nguyễn Vĩnh Nghệ, thu giữ thêm 38 kg pháo hoa nổ các loại. Tổng khối lượng pháo các đối tượng tàng trữ vận chuyển trái phép là gần 1,5 tạ. Hiện tại, chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã phá chuyên án thành công đường dây mua bán, tàng trữ 2,3 tạ pháo lậu từ nước ngoài về Nghệ An, bắt giữ 8 đối tượng. Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan cho biết vừa phát hiện bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ tại thủy phận gần Rạch Lâm Vồ, khu vực cột mốc 271, khóm Đông Hưng, phường Nhân Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2024, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến đường thủy, khi đến thủy phận gần Rạch Lâm Vồ, khu vực cột mốc 271, thuộc khóm Đông Hưng, phường Nhân Hưng, thị xã Tịnh Biên, thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển vỏ lãi composite đang di chuyển từ hướng Việt Nam sang Campuchia có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa trái phép, nên tổ công tác tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên vỏ lãi đang vận chuyển hơn 100 bao phân bón các loại, 1 đầu máy nổ, 3 máy phun phân bón và nhiều hàng hóa khác, ước tính trị giá hàng hóa ban đầu khoảng 80 triệu đồng. Đến khoảng 4 giờ 40 phút cùng ngày, cũng tại khu vực trên, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang tiếp tục phát hiện bắt giữ 7 đối tượng đi trên vỏ lãi đang vận chuyển hơn 50 bao phân bón các loại, 1 đầu máy nổ, 11 can nhựa loại 30 lít có chứa xăng dầu và nhiều loại hàng hóa khác, ước tính trị giá ban đầu khoảng 40 triệu đồng. Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, các đối tượng bị phát hiện bắt giữ trên
không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như là chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên. Đồng thời, khai nhận vận chuyển trái phép số hàng hóa trên qua Campuchia. Khi đến khu vực trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản hai vụ việc, đồng thời bàn giao toàn bộ tang vật phương tiện cho công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 27 tháng 10, Công an Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Hoàng Hoài để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2024, Công an xã Tân Hòa Tây phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tuần tra kiểm soát trên tuyến đường kênh Cái Đôi, thuộc ấp Tân Hưng Phước, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, thì phát hiện đối tượng nghi vấn điều khiển vỏ lãi theo hướng ngược lại, nên tổ tuần tra kiểm soát dừng phương tiện lại kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở công an xã Tân Hòa Tây làm việc. Qua làm việc, đối tượng khai tên Trương Hoàng Hoài, sinh năm 1997, nơi thường trú ấp Kênh 12, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và thừa nhận đã trộm cắp tài sản gồm một xuồng composite, một máy Honda chạy xuồng, một mô tô bơm nước của người dân gần đó. Khi đang trên đường chạy trốn thì Hoài bị lực lượng chức năng bắt giữ. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.